và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta đang được thưởng thức chất âm của cặp loa nổi tiếng với thương hiệu Yamaha Modern S3115 đến từ USA. Tôi lưu ý rằng với Modern S3115H có xuất xứ đến từ Mỹ, với cấu hình của thương hiệu Yamaha thì chúng ta thấy được rằng sản xuất tại Nhật Bản khá là nhiều, và những Modern được sản xuất tại Mỹ cũng không ít. Và trước máy quay thì chúng ta đang được chiêm ngưỡng Modern được sản xuất tại Thomason Gloria USA Mỹ với cặp Yamaha S3115H. Mời anh em cùng quan sát cấu hình của tuyệt phẩm loa sở hữu có chất âm vừa nghe nhạc lẫn karaoke chuyên nghiệp cho những không gian phòng khách lớn. Và đồng thời, một ưu điểm của dòng loa này, nó ăn công suất rất là nhỏ, cực kỳ là dễ phối ghép âm đi. Mời anh em cùng quan sát. Trước máy quay thì chúng ta đang được ngắm nhìn cặp Yamaha có xuất xứ đến từ Thomason Gloria USA Mỹ, được trang bị phần thùng gỗ phủ sơn chống trầy siêu bền. Tất cả các góc của nó được kè góc rất là đẹp. Chúng ta có thể nhìn ở các góc cạnh của cặp loa này. Đó, quý vị quan sát trên mỗi một góc của nó thì sẽ được bò các góc chống trầy, nó là siêu bền. Thùng gỗ sơn chống nước hay còn gọi là phủ composite, với chiều cao 68, chiều ngang 48 và hậu sâu tới 38 cm. Trên cặp loa có trọng lượng 60 kg. Một điều đặc biệt mà tôi nhấn mạnh rằng mặc dù cấu hình của nó là siêu khủng nhưng công suất ăn rất là nhỏ. Với công suất cho cặp loa này ở ngưỡng 200W trên trở kháng 8 ohm, và nó có độ nhạy cao tới 98 dB. Được trang bị một quả bát siêu trầm, màng trắng tinh khôi. Anh em quan sát cái màng của nó nhìn đã không ạ? Rất là đẹp. Bộ gân vải tẩm dầu có độ bền tới nhiều năm, hoàn toàn sẽ không mục nát, không hỏng được cái gân này. Xương đúc và nam châm từ 7 sắc cầu vồng lớn tới 20 cm, to như phun của tàu cựa. Phía dưới chân là hai ống hơi, mang lại cho giải trầm thể hiện cực kỳ là tuyệt vời, mà như đoạn nhạc quen thuộc vừa rồi tôi vừa test cho anh em cùng trải nghiệm. Phần bên trên của cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế một quả kèn gang. Đây là một quả kèn với đường kính họng của nó tới trên 30 phân, cao 12, củ lớn tới 16 cm. Như vậy, được thiết kế hai quả loa, chúng ta thấy rằng nó được trang bị gấu hết tầm chơi trên thị trường. Củ kèn, củ bát từ lớn tới 20, phân tần điều chỉnh ở phía sau lưng, được trang bị một volume điều chỉnh cho giải kèn, và một rắc 6.5 ly cho đường in và một rắc 6.5 ly cho đường out ra phía sau. Có xuất xứ, tôi lưu ý với quý vị ngay từ đầu đoạn clip, mặc dù với thương hiệu Yamaha quen thuộc thì chúng ta hay thường nghĩ rằng sản xuất tại Nhật Bản, nhưng trên thị trường ở trong nước thì hiện tại cho tới bây giờ thì rất là nhiều những cặp Yamaha đến từ Mỹ, bởi vậy nó sẽ có Made in USA. Và theo thông tin và thông số thì tôi vừa tham khảo, cũng như phía sau lưng thì nó có xuất xứ đến từ Gloria USA Mỹ. Với thông số của cặp loa rất là sang trọng, sở hữu chất âm chuyên nghiệp, chúng ta thấy được rằng trên những cặp loa này có cấu hình nguyên hai cái bát súp xương đúc này từ 20 này, đã rất là giá trị rồi đó. Và hai quả kèn, chúng ta thấy được rằng hai quả kèn gang của nó thì hoàn toàn cũng không rẻ đâu ạ. Kèn của nó là họng trên 30, củ 16, chơi giải cao cực kỳ là tuyệt vời. Với cấu hình này thì chúng ta đã thấy rõ được chất âm chuyên nghiệp cho karaoke, và nó thể hiện chơi được đa dạng các dòng nhạc cũng khá là tuyệt vời. Tất cả các góc cạnh cũng như phần thùng loa nó còn rất là đẹp. Đó, hai phía bên hông thì chúng ta quan sát này, nó đã được thiết kế hai cái bảng tay cầm bằng hợp kim với logo Yamaha. Đó, các góc của nó rất là tuyệt vời. Cặp loa nhìn khá là xinh xắn khi đặt ở những căn phòng khách lớn sang trọng, sở hữu chất âm 2 trong 1. Với phân khúc tầm giá cho những cặp loa này thì chỉ nhích hơn cặp Bose 3 này, một series 3 mấy triệu đồng thôi. Anh em đã sở hữu được cặp loa có thể khiến cho tường hàng xóm rung bất kỳ lúc nào. Như vậy, chúng ta đã thấy rõ được cấu hình mà tôi giới thiệu trước máy quay trên kênh của Toàn Audio Nam Định, luôn dành cho những anh em có phong cách màu lạ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Và bây giờ mời anh em cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh, và sự thể hiện đa dòng nhạc của cặp Yamaha S3115H đến từ Mỹ sẽ mang lại cho chúng ta chất âm rất là tuyệt vời, cũng như phần cấu hình của quả đôi kèn gang màu trắng toát và hai quả bát màu trắng tinh khôi rất là sang trọng trên nền màu đen nhám của
dòng Yamaha được xuất xứ đến từ Mỹ. Xin chân thành cảm ơn. Cảm nhận thấy không ạ? Với uy lực rất là mạnh mẽ của cặp loa Yamaha Maha S3115H đến từ Gloria USA Mỹ còn đang đẹp xuất sắc trước máy quay, sở hữu chất âm 2 trong 1, chơi được đa dạng các thể loại nhạc từ nhạc vàng cho tới nhạc bolero hay nhạc trữ tình. Và với nhạc trẻ hay nhạc sàn và nhạc remix thì chúng ta đã thấy rõ nhất được cảm giác mà thực thụ được nền sàn với S3115H. Và đồng thời đây cũng là một trong những model sở hữu chất âm karaoke cực kỳ là tuyệt vời. Đây là những model chuyên nghiệp rồi. Với giá trị của cặp kèn gang đắt đỏ trên cặp loa Yamaha, chúng ta có thể thấy được rằng với phân khúc tầm giá thì hoàn toàn nó rất là đáng chơi và đáng đầu tư ở ngưỡng dưới 20 triệu đồng. Hoàn toàn chúng ta thấy rằng bass 40 và kèn gang thì nó nằm ở ngưỡng loa bãi của tàu khựa rồi. Các thương hiệu Anh hay Đức hay là Thập Cẩm vân vân sản xuất bãi tàu khựa mà cấu hình thì nó cũng đã ngang tiền với những cặp loa hàng nòi đến từ Mỹ này rồi. Chúng ta sẽ thấy được rằng nó có đáng chơi hay đáng đầu tư hay không thì chắc chắn anh em đã có câu trả lời. Xin chân thành cảm ơn.
Chân tuyến xuân chân ngoài.